Alo, tin chấn động, tin chấn động. Kính chào cô dì, chú bác, anh chị em. Tiếp tục quay trở lại với kênh là phải nói là nhóm 3D TV của em. Thì chiều hôm nay tiếp tục cho cô dì, chú bác, anh chị em biết một số thông tin vô cùng đặc biệt và phải nói là vô cùng, phải nói là đặc cứng luôn. Thì kính chào cô dì, chú bác, anh chị em. Tiếp tục đến với cái việc của thám tử Cao cũng như là cái việc của ông Dũng, ông Ngô Dũng là cái ông được cho rằng thằng thám tử Lùng thuê mướn kêu làm ba của Hồng Loan, bây giờ đã bị vạch mặt thám tử Lùng. Ông Ngô Dũng đã gọi điện vạch mặt thám tử Lùng, cũng như cái thông tin liên quan đến chị Ni và cái thông tin liên quan đến vợ của thám tử Lùng lên livestream vạch mặt thám tử Lùng trong thời gian sắp tới. Thì mới giờ em sẽ chia sẻ về cái thông tin của vợ thám tử Lùng trước, xong rồi đến ông Ngô Dũng và xong kế tiếp sẽ đến chị Ni. Thì mới đây nhất có một cái thông tin được đồn đoán và phải nói là cực kỳ chính xác. Theo như một cái tài phản này nói, trong vòng vài ngày nữa vợ thám tử Lùng sẽ lên một cái kênh YouTuber để mà livestream trực tiếp nói thẳng mặt về thám tử Lùng. Thật sự thám tử Lùng và vợ có ly thân hay không, và có cái chuyện mà thám tử Lùng lái máy bay bà già hay không? Khi mà vợ thám tử Lùng lên livestream trực tiếp thì chắc chắn là cái việc thám tử Lùng sẽ được bại lộ. Nếu như thám tử Lùng tốt thì sẽ có thông tin tốt cho thám tử Lùng, còn nếu thám tử Lùng thật sự là cái thằng đê tiện, cái thằng tào lao, cái thằng ba trạng, cái thằng phụ bạc gì đó, cái thằng thích lái máy bay, bỏ xe hơi mà lái máy bay, thì chắc chắn sẽ bị vợ thám tử Lùng cho thám tử Lùng lên thớt phàn này. Thì anh chị và các bạn biết rồi, khi mà hai vợ chồng mà còn hòa thuận với nhau đó thì chắc chắn là nó êm đẹp rồi, nhưng mà nếu thám tử Lùng mà có làm những cái việc gì đó có lỗi với vợ nó, ví dụ như thám tử Lùng đi lái máy bay, thì chắc chắn vợ nó sẽ bức xúc và sẽ lên tiếng trong thời gian sắp tới. Cho nên fan này lớn chuyện cho thám tử Lùng rồi. Thám tử Lùng bây giờ cho dù có giấu hay là có chối gì đi chăng nữa, chỉ có vợ thám tử Lùng là cái nhân chứng phải nói là vô cùng quý giá để vạch mặt thám tử Lùng, cũng như cho cái thằng khốn này nó biết được cái nào đúng cái nào sai, và nó còn giấu cộng đồng mạng nữa hay không. Thì trong thời điểm này anh thám tử Lùng cho rằng hai vợ chồng không có gì hết, không có bị gì hết, thậm chí thám tử Lùng bữa nay về quê vợ ăn giỗ ăn gì đó không biết, nhưng mà anh chị thấy nó đâu có quay phía bên nhà vợ nó, và nó đâu có quay nó với vợ nó, phải chi mà nó quay hai vợ chồng nó hung chót 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 hay gì đó đưa lên thì người ta tin. Đằng này nó quay sơ sơ, nó quay sương sương thôi, cho nên em nghĩ là hai vợ chồng nó chắc chắn là có một cái, phải nói là có một cái rắc rối gì rồi, giống như một số anh em YouTube đen đồng đó. Thì thôi anh chị và các bạn cứ chờ, em đoán là trong vòng 3 đến 4 ngày nữa vợ của thám tử Lùng sẽ lên một kênh YouTube để mà nói trắng đen về cái việc thám tử Lùng cho mày chết dịch mày rồi, fan này vợ mày lên tiếng, vợ mày lên trực tiếp livestream là coi như mày xong, không còn đường cứu vãn nữa. Thì bây giờ thám tử Lùng nó nói hai vợ chồng ngon lành lắm, không có gì hết, và nó cũng không có lái máy bay, nó không lái máy bay nha, và đặc biệt nó nói là một số YouTube cắt ghép hình ảnh, cắt ghép hình ảnh nó với là cái mẹ mà cầm mở lết cho nó đó, hung hung hít hít gì đó, thì nó nói người ta cắt ghép dàn dựng để hại nó, để hại đời nó, trời đất ơi thấy bệnh không. Thì bây giờ thử cho thám tử Lùng nè, thám tử Lùng mà có nghe cái thông tin của anh nè, nghe cái thông tin của chị mày, của anh mày nè, thám tử Lùng tối nay livestream quay thử coi có thấy vợ không, dễ gì dễ gì, thám tử Lùng tối nay livestream đi quay vợ coi có nhà không, chắc chắn là không có rồi. Thì chắc chắn trong vài ngày tới chắc chắn vợ thám tử Lùng sẽ lên tiếng, anh chị và các bạn cứ chờ đi, có người cho em biết thông tin này ha. Rồi bây giờ quay qua cái thông tin của cái ông là phải nói là cái ông Ngô Dũng. Cái ông Ngô Dũng này được phía bên thám tử Lùng cũng như là trang Vi Virus cũng như một số thông tin phía bên kia cho rằng cái chú Ngô Dũng là cha của Hồng Loan, hiện tại bây giờ vẫn còn sống. Đợt trước họ cũng như một số thông tin đồn đoán là cái ông đó đã không còn á, nhưng mà bây giờ nghe đâu ông đó vẫn còn nha quý vị.
nghe đâu là có một cái người anh giống giống như cái ông Ngô Dũng luôn. Thì bây giờ cái chú Ngô Dũng này đó, phải nói là gọi điện hẹn một số anh em YouTube và hẹn luôn Thám Tử Lùng trong vài ngày tới nữa. Trong vài ngày tới cái chú Ngô Dũng mà cái chú mà được Thám Tử Lùng nói là ba của Hồng Loan đó, thì cái chú ấy đã lên tiếng rồi. Thì trong vài ngày tới chắc chắn sẽ có cái nguồn thông tin liên quan đến cái chú mà phải chú là cái chú Ngô Dũng này đó, chắc chắn là phía gia đình, nói chung là phía gia đình của chú Ngô Dũng đã lên tiếng liên lạc với một số người rồi. Thì sắp tới đây chắc chắn là gia đình cũng như là cái chú là phải nói là cái liên quan đến chú Ngô Dũng á, chắc chắn là sẽ vạch trần cái sự thật liên quan đến Thám Tử Lùng. Thì anh chị và các bạn nghĩ đi, hàng Thám Tử Lùng nó lên nó vu khống, nó bịa chuyện, thậm chí là nó nói là cái chú đó là cha cha của Hồng Loan, trong khi đó trong cái vụ pháp lý của Hồng Loan đang diễn ra và đang trong quá trình mà xác minh sự việc, mà cái thằng Thám Tử Lùng nó đưa cái thông tin là cha của Hồng Loan còn sống, thì chẳng khác nào nó muốn hạ uy tín cũng như là nó làm xáo trộn đi cái việc của cơ quan chức năng, người ta đang thu thập dữ liệu, thu thập thông tin. Cho nên em nói ít nhiều gì cái lời đồn đoán phía từ Thám Tử Lùng nói là Hồng Loan còn cha còn mẹ gì đó thì cũng làm ảnh hưởng đến cái việc phải nói là xác minh cũng như là một số thông tin liên quan. Thì anh chị và các bạn cứ đợi đi, em nghĩ là trong vòng nói chung là qua lại thì phía gia đình của chú Ngô Dũng sẽ có liên lạc với Thám Tử Lùng cũng như một số YouTube để làm rõ cái nội dung này. Thì đến lúc đó thằng Thám Tử Lùng sẽ bị cộng đồng mạng tẩy chay, khi mà Thám Tử Lùng lên nói xạo, nói dóc, nói láo, nói xàm, nói là cha của Hồng Loan còn sống, nhưng thật sự chú ấy không phải là cha của Hồng Loan. Thì tiếp theo sẽ nói về cái việc của chị Ni. Thì bây giờ phải nói là cái thông tin của chị Ni đang được phải nói là giữ bí mật cái hình ảnh của chị Ni. Bây giờ em có được một cái hình ảnh cực kỳ mới, chị Ni cùng với con của mình cũng như với chồng của mình phải nói là đi ăn nhà hàng luôn. Em có cái bức hình này, phải nói có một một người ở bên đó gửi cho em. Thì anh chị và các bạn có thể vô một cái nói chung là vô cái gì ta, cái cộng đồng của em đó, anh chị và các bạn sẽ thấy nhiều cái bức hình của chị Ni lắm. Thì em không muốn đưa cái hình ảnh chị Ni lên cái video của em, thì anh chị và các bạn cứ chờ một số thông tin tiếp theo, chắc chắn sẽ có hình ảnh mới của chị Ni cũng như là chị Ni sẽ quay trở lại Việt Nam, chứ không giống như một số lời đồn hiện tại bây giờ một số YouTuber phía bên kia, đặc biệt là phía bên gì, Thám Tử Lùng cũng như là anh Đức Dây Luân Quần cho rằng chồng chị Ni, cấm chị Ni tuyệt đối không được quay qua Việt Nam một lần nữa. Trời ơi, tin cực kỳ xàm luôn. Cái tin mà tụi nó nói là chồng chị Ni cấm chị Ni về Việt Nam đó là cái tin tào lao, vì ở bên Việt Nam chị Ni còn rất là nhiều công ty, phải nói là nhỏ lớn gì không biết, nhưng mà có công ty bên Việt Nam, chị Ni có công ty Việt Nam, có công ty nước ngoài luôn, chị Ni làm ăn rất là lớn đó, tuy rằng không có phô trương nhưng mà phải nói là có công ty. Thì chắc chắn chị Ni sẽ quay trở lại Việt Nam trong thời gian sớm nhất khi mà sắp xếp ổn thỏa cái công việc hiện tại bây giờ ở bên Malaysia, cũng như phải nói là giải quyết một số cái thủ tục liên quan trong cái vụ mà cái vụ vừa rồi đó. Thì phải nói là trong cái thời điểm này một số YouTuber mà đang lên vu khống cho chị Ni đó thì vẫn còn liên tục đồn đoán cho rằng chị Ni vẫn còn ở trong kia chưa được ra ngoài. Nhưng mà mấy anh em YouTube phía bên đó không biết là có nắm được cái thông tin hay không, thậm chí là cái con tiền xăm trổ mà nó còn nói chị Ni đã ra ngoài rồi, thì mấy thằng đó nó không tin, em cũng bó tay. Vì hổm gài là mấy anh YouTuber cũng như Thám Tử Lùng đi, nghe cái thông tin từ tiền nổ trong cái vụ của chị Ni, mà bây giờ chính miệng con tiền nổ nó còn nói chị Ni đã được ra ngoài rồi. Vậy mà mấy thằng kia nó còn lên nó dẫn dắt dư luận, nó nói là chị Ni chưa ra ngoài đâu, chị Ni vẫn còn ở trong. Thì nói chung đến cái thời điểm này phía bên đó đang hù công kích chị Ni cũng như công kích Hồng Loan, muốn là chị Ni xuất hiện để tụi nó đừng có run sợ đó. Nhưng mà chị Ni không cần thiết phải lên đôi co đính chính trong cái việc này, trong cái thời điểm này. Thì theo như em dự đoán, đến cái phiên tòa của Hồng Loan sắp tới đây thì cái khả năng chị Ni sẽ quay trở lại kịp, em nghĩ là sẽ quay trở lại kịp ha. Nhưng mà chị Ni có về kịp cái phiên tòa hay không thì cũng không có ảnh hưởng gì đến pháp lý của Hồng Loan. Nhưng mà theo như cái thông tin em biết được thì chị Ni sắp xếp cố gắng hết sức để có mặt trong cái phiên tòa của Hồng Loan
trong vài, phải nói là vài tuần tới đó. Thì thôi, em cũng xin cảm ơn cô dì chú bác anh chị em đã luôn luôn theo dõi cái thông tin của em cũng như một số thông tin của một số anh chị khác. Và đặc biệt cô dì chú bác anh chị em hãy phải nói là ủng hộ cho là Hồng Loan, Hành Mỹ, Bùm Bùm, vợ chồng Quy Sang, Linh Tý, Nguyên Vũ, ca sĩ Nguyên Vũ và chị Ni, nói chung những người bên cạnh Hồng Loan, anh chị và các bạn cứ ủng hộ hết mình. Còn những người quay xe thì để cho họ quay xe, họ sống hai mặt thì trước sau gì cũng sẽ bị chú Năm vạch mặt càng sớm càng tốt. Chứ bây giờ những người mà có cái tâm địa sống hai mặt rồi đó mà vạch mặt trễ quá thì nó càng nguy hiểm cho đội nhà thôi, chứ cũng không hay ho gì. Ví dụ như anh Hai đi, anh Hai đã thấy được cái vẻ là nói chung là đã phát hiện được hai mặt rồi thì càng sớm càng tốt. Chứ giữ anh Hai bên cạnh Hồng Loan càng lâu thì giống như là phải nói là trái bơm nó nổ chậm thôi, chứ cũng không tốt đẹp gì, cũng không giúp gì cho Hồng Loan. Vì ngay từ đầu người ta đã có một cái suy nghĩ là người ta đi hai hàng, người ta đi hai lữ rồi, thì tất nhiên những người đó ở cạnh Hồng Loan chẳng có giúp gì cho Hồng Loan, thậm chí nó càng làm thêm gắt gói quý vị. Thì thôi, cũng xin cảm ơn cô dì chú bác anh chị em, anh chị và các bạn xem video của em nhớ cho em xin một like cũng như một đăng ký. Em cảm ơn cô dì chú bác anh chị em thật là nhiều.